vào trong nhà đi, trong nhà tí xong bắt đầu giới thiệu mới gọi ra. Nó À, phải có cái từ đầu đuôi chứ. bác làm cũng nhau bài bản đấy nhờ. Ừ, bài bản chứ. Vâng, xin kính chào quý bà con và các bạn trên kênh Kỹ thuật Nông Ninh Phương. Thế thì hôm nay là ngày 7 tháng 5 2024. Thế thì tôi tham quan nhà anh Toàn, anh Bùi Huy Toàn. Anh Bùi Huy Toàn hiện nay là đang công an xã. Thế thì hôm nay cũng lên lâu lắm không lên tham quan, thì lên tham quan anh Toàn đây là cũng cùng ở địa bàn của chúng tôi, cùng thôn quê chúng tôi. Thế này lên tham quan thì trước tiên xem hoa anh Toàn cái nhà không đã. Thì chúng ta sẽ cùng gặp với anh Toàn nói chuyện nhé. Vâng, trước khi đến tham quan anh Toàn thì không biết anh Toàn có nhà không? Anh Toàn có nhà không? Vâng, đây em đây bác. À vâng, xin chào anh Toàn nhé. Chào bác Minh nhá. Lâu Vâng. lắm rồi bác mới lên chơi. Vâng, xin chào Vâng, anh Toàn, bắt mời tay bác ạ. vào nhà mày nước bác. Vâng. Đây anh Toàn Vâng. Xin công chào an, bác con. công an xã đây, nhưng mà Vâng. chăn nuôi cũng là rất Vâng, nhiều nhá. tôi thích chăn nuôi lắm, đam Vâng. mê lắm. Vâng, đây là cả nhà sàn, tí nữa quý bà con sẽ tham quan nhà Vâng. sàn ở quê chúng tôi nhá. Mời Thứ bác Minh hai vào là nhà mày nước đã. vâng, thế đây là cái Vâng. hai là cái ô tô bán tải. Nhà quê có ô Vâng. tô bán tải là tốt Đây rồi. chở con với bò mà. Vâng, thế Vâng. vào nhà uống nước đã, xong Vâng là vâng. tí nữa sẽ ra Vâng. tham quan nhé. Vâng. Uống nước tí đã. Đây là nhà anh Toàn đây, cũng Bác là là người một đấy, một mời bác trong vào. một trong những cán bộ của thôn chúng tôi Thôi thì em cũng đây. còn chưa chưa có gì đâu. Thiếu nước cái Vâng. đã, uống nước cái đã xong là ra xăm vườn nha. Vâng, như vậy là tôi vừa uống nước với chú Toàn rồi, anh Toàn rồi. Thế giờ là anh em đã ra tham quan cái trại tổng hợp tí. Đây, trước Vâng. tiên là ra thăm cái trại bò này. Đây, anh em ở đâu đây? Chi đây à? À thế à, chào trên kênh bà con cái. Vâng. Tôi xuống đây tham quan mô hình. À, tham quan mô hình của chú Vâng. Toàn, tham quan mô hình của chú Toàn tí. Đúng rồi. Đây, chú Toàn, chú nuôi bò 3B à? Vâng. À thế à? À, tổng hợp bò 3B. À, đây là chủ, bà chủ trang trại đây. Chào bà con tất cả trên kênh nhé. À. VTV16. Đây là mình kênh kênh YouTube chứ không phải VTV. Vâng. Kênh YouTube đi toàn quốc và thế giới. Đây là bò 3B, là những cái con này đấy, con Lấy cả lá về chúng ta đây là bò này là em mới bắt đầu mới vào à thế à? bác. À mình mua về để nuôi nuôi vỗ phải không? Đấy nuôi đấy như kiểu các bác mà có bán như là em mua vào nuôi đấy. À, mua vào để vỗ Em xong nó không nuôi bán. bò mẹ sinh sản, trước nuôi nhiều nó nuôi 25 30 À con đừng. bò mẹ đấy, bây giờ nuôi nó không hiệu quả, hiệu quả nó À, không tốt. đây là cái hình thức là nuôi vỗ. Đây là nuôi vỗ nuôi thịt. À đúng rồi. Vâng. Bắt đầu Chứ nuôi đẻ giờ thì không ăn thua. nuôi bò đẻ trước em Vâng. đấy đã nuôi đến 25 con nào cuối cùng bây giờ thấy nó sản Vâng. Kiếm nhiều Vâng. không cho bây giờ mới bắt đầu vào chứ À thế à? vào đủ là vào khoảng có tầm 20 Vâng. con Vâng. Thế giờ quý bà con và các bạn chúng ta sẽ lên xem cái nhà sàn và ông để trên nhà sàn nhé. Đây là cái hình thức là độc đáo. ngay nhà vào này này mai Đây. kiểu giang áp báo rồi ông này cũng là chủ trang trại nuôi dê mà À đây. là bảo vệ của nhà máy may Vâng. Đức Giang mà hôm nay xuống đây phải đi xin cây chè khổng lồ. À đây chú rồng lắm cái chưa thế. Vâng đấy em cái này là cây gỗ quý À đây là nó gọi là một cây xưa thu nhập bắt tiền đầu tỷ vào. đây. Thu nhập tiền tỷ đấy. Vâng bây giờ em đang có khoảng 500 cây nha. Ừ. Nếu mà cây xưa này bây giờ em đang ở đây vùng này không có ai nhiều bằng em. Ừ. Một mình em bây giờ đang có khoảng 500 cây. À thế thì nay mai là thu Vâng. tiền tỷ rồi. Vâng. Nay mai thu tiền tỷ với cây xưa này. Vâng. Đây trên kênh YouTube nó gọi là cây tiền tỷ đấy. Vâng. Đây chú nuôi ông để ngoài vườn kìa. Đấy vâng ở ngoài đấy có năm đàn Ờ. còn ông ở Đây cái rồi, nhà sàn thế đấy. chủ yếu lên tham Vâng. quan nhà sàn, thăm ông để nhà Vâng. sàn. Vâng. Vì rất là hiếm có người nuôi ông để nhà trên nhà sàn nhé. Đây cái chỗ nhà sàn này cái trước là cái view để em chơi phong lan. À Đấy thế nhưng à? mà đúng là mình cũng cũng là đam mê. Ừ. Vâng. Đây là vườn của anh Toàn đây là hiện nay là rất rộng nhá, mênh mông. Đấy thì đi đi lên nhà sàn nhá nào. Vâng. Đây là nhà sàn nhá. Vâng. Tôi làm kênh như thế là hôm nay mới được gặp cái nhà sàn. Vâng. Nuôi ong trên nhà sàn nhá. Vâng. À, lên đi. Ờ, lên à. Bên cần thiết mở ong để kiểm tra bác À có chứ, tư phải vấn kiểm cho tra, em cái. cơ Vâng. bản là phải kiểm tra. Vâng. Đây. Bác tí nữa bác thử xem ong của em Vâng, không? Bác đây tư ong nhà vấn cho sàn. em không? Vâng, Xem chú là cứ liệu cho có xem không? đi. Ừ. Đây Vâng, ong như đây. vậy đã lên ra sàn và xem anh ong của Đây chú. là ong đây là mật nó đang đáp đáp cả lên đấy. Đây xem ong của anh Toàn đấy, đi quay vòng 1 rồi đúng không? Vâng. À vòng 1 và thè rồi. Ở đây thì nhiều người chưa quay được vòng 1 và thè đâu. Đây là vòng 1 là đã quay phè hết ra À ngoài quay rồi. rồi. Thế thì bây giờ xem mật đã lên chưa? Vâng. Thì năm nay thì mật hè thì nói chung là kém. Mật bây giờ mới quay được mấy ngày nhưng mà nó cũng là kém. Ừ.
để xem là ong của chú Toàn thì nuôi lâu rồi thì cũng tự mày mò thôi, tự mày mò nuôi. Thế thì với bà con chúng ta sẽ xem ong để nhà sàn nữa. Thế nhưng mà mới quay mặt rồi thì bây giờ quay mới, xem thì mới, mới quay gọi là xem nó không được đẹp lắm đúng không? Vâng. Thế nhưng mà nếu mà theo anh nghĩ thì nếu mà mình nuôi đường trường mà lấy mật thì tốt nhất là nuôi ba cầu là nhanh được mật nhất. Thay chúa chưa? Thay hết rồi. Rồi thay hết chúa. À, ba cầu là nhanh mật đi anh. Ba cầu thì nó sẽ tập trung mật hơn nhiều hơn. Vâng. Chứ để bốn cầu là nó bị lãnh loãng quân. Hôm nay nó dữ. Ừ. Hôm nay nó giỏi rồi. Xem tiếp cho bà con xem là cái mô hình ong để trên nhà sàn nhé. Được rồi, đi nhá. Ờ, hẹn gặp lại nhá. À đấy. Đây như vậy là ong nhà đều đều là 4 cầu. Chứ nuôi 3 cầu thì nó cũng hơi ấy, hơi lãng phí bởi vì là thùng nó rộng. Ờ nhưng mà chú nuôi thử 3 cầu 1 2 đàn đi, nó sẽ tập trung quân. Tới đây bác tư vấn như vậy là em sẽ đấy. Nguồn mới quay cho nên là nó cũng đang kém. Ừ thì như vậy là mình mới quay mặt xong. Vâng. Xem nhộng thế nào. Vâng. Hôm nào xuống cái trại ong mà của anh mà xem. Vâng vâng được hôm nào cũng được. Nhộng nó mới nhiều. Vâng. Và thay chúa đúng lúc. Và không nên tham nhiều cầu. À thế. Ừ. Rồi, nếu ông tham nhiều cầu mật không về. Như này là nhộng không có mấy nhá. Vâng. Đàn ong như này đang có thế đi xuống vì không có nhộng. Thế đi xuống. Ừ. Được rồi đấy, bác là kỹ thuật là nó. Mà chúa thì không quá giám đốc nuôi ong ở đây rồi. Không đấy. Quá 6 tháng 9 tháng cũng là phải đàn thay chúa. Em mới thay chúa đấy chứ. À. Những đàn thay chúa thì nó có nhộng, đàn đấy là thế đi xuống rồi. Đàn mới có 2 cầu à? Đàn 2 cầu thay chúa xem chúa có đẻ không? Đẻ kém lắm. Nó nắng. Ừ, xem ong của chú thế nào ạ? Nó nắng quá. Chú xuống ong xem ong của tôi thì mới biết được. Vâng, nằm xuống. Xem ngay trên video ấy. Vâng. À thế à? Ừ. Tí nữa vào lấy kênh xem. Vâng. Đây là cũng nuôi ong lâu rồi nhưng mà cũng là cái nghề tay trái, gọi là chủ yếu là cái nghề khác. Nhưng mà vẫn phải nuôi giải trí. Vâng. Đây là một cái nhà sàn. Vâng. Người Kinh đây nha bà. ở theo cửa người Mường nhé. Tới đây phải học bác nuôi chỉ 3 cầu. Nuôi 3 cầu cũng được. Thang 4 cầu là thang 4 cầu là nó bị không tập trung mật. Không tập trung đúng không? Lâu mới quay được vòng mật. Rồi đúng. Bác nói mấy hai nữa là khi quay 3 cầu ta để thưa cái này ra. Vâng. Mật thưa ra thì nó vụ mật ra mà cái nó mật dày. Nó cơi mật. Ờ nhiều hơn. Vâng. Đúng đó. Đây là cái trại ong của anh. Đây là cái thùng quay 6 cầu ấy gì? Vâng, thùng quay 6 cầu. 6 cầu là chuẩn rồi, được rồi. Vâng. Ừ. Thùng đấy là được cái gì vậy? Được, 6 cầu là chuẩn. Vâng. Mình thay thế những cái đàn thùng quay 3 cầu. Xem vài đàn nếu được. Đàn 3 cầu đây. Ừ. Đàn 3 cầu đây. Xem thử 3 cầu như thế nhộng nó lên như thế nào. Nhưng quan trọng là thay chúa vừa rồi nhé. Thay bằng thay hết đấy bạn. Và thay hết rồi thì. Vâng. Đấy. Mới quay được mấy ngày chứ. Ừ, mới quay cho nên là nó khô mật. Thế nhưng cơ bản là xem cái thế hệ nhộng. Vâng. Thế hệ nhộng đi. Nhộng là vừa rồi nắng quá, nắng đẹp kìa. Không phải do mình thôi, chứ còn nắng, ong của tôi nó vẫn phát triển nhộng mạnh mà. Vâng. Đẹp kém lắm. Không có nhộng này, ong tụt đấy. Tụt rồi. Ừ. Ong này thế đi xuống, nó chưa có thế, không thế, thế đi lên. Đấy, nhộng mà không chịu có thay cầu. Đây tức là nó cũng đang vào mật đây. Mật đây là được. Đang rồi. Vào mật nhưng mà bánh tổ thì ra. Vâng. Bánh tổ ra. Vâng. Tích cực xây bánh tổ mới vào. À thế à? Ừ. Chưa thấy mấy đàn ong, có đàn ong nó xây cầu mới không? Không có cầu mới là ong nó không phát triển đâu. Vâng. Ừ. Tuy rằng nuôi vui giải rơi trải trí nhưng mà vẫn phải ham hiểu vấn đề khoa học kỹ thuật. Đúng rồi, vẫn phải. Ừ. Cái đấy là bác nói là đúng đấy. Ừ. Còn bây giờ nuôi ong thì cũng không ai làm giàu với ong mật, nhưng mà có điều là như trước đây chúng tôi nuôi ong mấy chục năm trước là một thùng ong mà xào dụng cấy. Đúng rồi. Nhưng bây giờ gọi là nuôi để lấy mật ăn thôi. Ừ. Vâng. Đây mời bác ra xuống là xuống uống nước. Ừ, đi xuống. Có kiểm tra mấy đàn cũng vừa quay mật cho nên nó cũng chưa mật, nó chưa về. Ừ, vừa quay mật cho nên là báo cáo với quý bà con và các bạn này chúng ta xem. Nhiều người còn mật còn chưa quay được phòng đồng. Ừ, đúng rồi. Đây là một cái khu nhà sàn nhé. Đây là khu nhà sàn, nếu tu sửa lại khu nhà sàn này làm cái nghỉ bát đây. Đây bác xuống bác lại em lại chơi một loạt xe cổ. À đây à? Vâng. Lắm cái hay đấy nhỉ. Vâng. Đây bác quay một loạt xe cổ. Xe sưu tầm về đó. Xe
Xe sưu tầm, xe min, xe ấy đấy. À thế à, lắm xe nhỉ? Em đam mê chơi mà, đấy chơi mấy con xe cổ đấy nhưng mà không có thời gian đi cà phê cà pháo được. À thế à? Vâng. Đây là xe, là con xe kích. Xe kích, xe kích thời ngày xưa bác có một con nhất ở đây đấy. Tôi ngày xưa là cái đời chí đời đấy Ettolic. Nhà bác với nhà ông Tâm Hùng là con đấy là lúc đấy là nhất ở làng này. Ôi giời, hôm nay tôi lại nhìn cái xe Ettolic kia rồi, hay quá. Là một thời mẹ là và min khờ. Vâng. Hai con xe min, một con Charlie. Hay nhỉ. Con này là con Win Thái. À đấy vâng. Hay nhỉ. Vâng. Em chơi nhưng mà nó không có thời gian để mà vâng. Cô chả có thời gian để mà thi thoảng đi dưới gầm sàn là có chỗ nghỉ ngơi luôn. Vâng. Đây mời bác ngồi mình nước luôn. Thôi trước khi uống nước thì cũng kết thúc video. Quý bà con và các bạn, chúng ta thấy hay thì đăng ký kênh và chia sẻ bình luận phía dưới nhé. Chuyển thành nhà báo rồi là. Vâng, chú anh Toàn chào quý bà con các bạn. Vâng, xin chào bà con nhé. Vâng. Hôm nay gặp Bắc Ninh là rất là. Vâng. Kết thúc video. Vâng, bác là giáo sư nuôi ong đấy. Vâng. Kết thúc video, mời quý bà con và các bạn chúng ta thấy hay đăng ký kênh và bình luận phía dưới nhé. Vâng, xin chào.